Thì hôm nay thì mình đến cái cửa hàng của anh Lễ, mình hỏi về cái hệ thống tuần hoàn với những cái hạt nhựa cũng như là cái những cái loại vi sinh các bạn để làm trong cái hệ thống lọc tuần hoàn đó. Hôm nay nhiều bạn hỏi nhưng mà kiến thức của mình nó chưa tới gì đó, bữa nay mình làm phỏng vấn anh. Đây là anh giới thiệu cho mình cái Này, hạt cái nhựa hạt đây. nhựa là để vi khuẩn nó bám vô nè em trai. Dạ. Thì này nó có nhiều vách, có nhiều Dạ. vách trong ngoài, nó có rất là nhiều vách. Thì nó càng nhiều vách đó, thì vi khuẩn nó càng có nhiều chỗ để nó bám vô, nó sống trong đó, Dạ. rồi nó hấp thu cái khí độc ở trong nước. Dạ. Đấy, thì cái này nó nhẹ, kích thước thì nó lớn hơn cái hạt của tân đưa. Dạ. Vậy Của là tân nó đưa là có cái hạt nhiều nó nó nhiều nhiều cái loại hạt ha. nhiều kích cỡ. Dạ nhiều kích cỡ. Nhiều kích cỡ thì mỗi mỗi cái có nhiều loại hạt, hạt thì Dạ. nó có nhiều vách, cái Dạ. hạt nó ít vách, ví dụ Dạ. có hạt nó có 4 vách ở trong à, Dạ. còn này nó rất nhiều vách À. và nó có màu đen và màu trắng, Dạ. tùy người thích màu đen hay màu trắng, cái nào Dạ. cũng vậy à. Xài thời gian nó cũng Như ngang là hàng, cái giá thành của hai cái những cái loại hạt này nó khác nhau là nó giống nó nhau. giống nhau Cái giá thì nó cùng một giá. nó tính 1 ký. Trên 1 ký. Dạ. Thường ví dụ như một khối thì nó khoảng nhiêu ký hay là nó Một một khối thì xài khoảng 10 ký, một khối nước. một khối nước. Một khối nước xài 10 ký. Dạ. Nếu như mình kết hợp được cái vi sinh nữa thì cái hạt nhựa này mình có thể giảm cái lượng hạt nhựa hay là mình tăng cái lượng hạt nhựa lên. Nếu như mình kết hợp với vi sinh Không, mình mà bón mình vô. vi sinh của mình đưa vô thì nó nhanh hay chậm thôi. Ví dụ mình để nó chạy tự nhiên, không cần Dạ. vi sinh thì thời gian mình chờ khoảng 1 tuần. Dạ. Còn nếu mình để vi sinh vô thì khoảng 3 ngày là Thì cái tác dụng nó sẽ nhanh nó hơn. nhanh hơn. Nó có sẵn cái giống rồi, nó lên nhanh hơn. Dạ, cái vi sinh đó là mình là sinh khối lên hay là mình nó là còn Khói lên, dạ. mình mua về mình cấy vô. Dạ, mình cấy vô. Ở đây mình anh có vi sinh không? Có những cái loại vi Có sinh nhiều không? loại vi sinh lắm. Dạ, đâu anh giới thiệu mình một số loại vi sinh để cái gì cho mấy bạn Loại tham khảo. Dạ. này là vi sinh nước, cái gồm có nhiều loại vi sinh nước ở đây có nè. Này là vi sinh nước nè, Dạ, cái này là cái giống nó tên gì ạ? giống là Godo Godo. Godo Dạ. Godo Dạ. Còn này với lại vi sinh là yếm khí dạng bột, mình Dạ. về mình ủ, mình xúc khí lên, Dạ. ủ trong vòng 24 giờ Dạ. mình để gỉ đường vô Dạ. cho nó tăng cái tăng lên cái lượng sinh khối nó lên. Dạ. Cái này là vi sinh hạ, vi sinh viên, Dạng viên nha. dạng viên cái viên đó là gì nè. Đấy, Dạ. một Rồi cái viên này này có là thể xài cho một 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 100 khối nước, một viên vậy đó. một một viên là xài tới 100 khối lận. 100 khối nước là. Dạ. Nhưng mà khoảng bao lâu thì mình bổ sung những cái này vô một lần á hay là mình Ở dưới ao thì người ta khoảng 2 tuần, 2 tuần người ta bổ sung 1 lần, bổ sung chừng 2-3 tuần đầu thôi, rồi sau đó là ngưng. Dạ. Còn nếu như em nuôi lươn ở trong những cái hồ lươn thì sao? Tại vì Cũng vậy cái lượng vật chất hữu cơ rồi càng ngày nó càng nhiều rồi mình có thể bổ sung nó rút ngắn cái thời gian bổ sung thôi. Nó lại nhiều thì mình phải bổ sung thêm, đúng rồi, không? Dạ. bổ sung thêm. Thì khi mà nó lên mạnh rồi á là nó hấp thu rất là nhanh. Dạ. Nhưng mà cái lượng của mình phải điều chỉnh cái cặn của cái bể mình á. Dạ. Thức ăn mình cho ăn nhiều quá hoặc là cá nó thải ra phân nhiều quá thì mình phải thay nước hoặc là mình rút cặn bớt. Dạ. Tại vì vi khuẩn nó không thể hấp thu hết được, mình phải rút cặn. Mình có thể gì nhìn vô cái màu nước hay là cái mùi nước là để mình phát hiện cái vi sinh nó đủ hoặc thiếu mà Cái đáy hồ, nhìn, nhìn cái nền đáy cái của đáy cái hồ, đáy. cái đáy hồ thường nó màu đen, nó dơ quá thì mình phải hút bỏ bớt. Dạ. Còn nếu mà thấy nước nó trong mình mà thấy cái nước nó trong cái hồ, cái đáy hồ mà mình đưa vi sinh xuống mà nó trắng được á là nó đủ. Dạ. Thì Thường thường nó hấp thu hết ba cái cái bảo hữu cơ trong Dạ. nước. Thường thì cái lọc tuần hoàn của mình là sẽ kết hợp với oxy. Lọc tuần hoàn phải cần oxy rất là mạnh. Dạ, vậy thường thường là mình đo khoảng nhiêu gram miligam trên lít Nó đường phải không? trên 5 mg trên lít. Vậy là lúc nào ngày đêm thì nó cũng phải đảm bảo trên 5 mg. Đúng rồi. Dạ. Tại vì có một số bạn người ta nói là cái vi sinh khi mà mình sụt vậy là cái những cái vi sinh hiếu khí nó phát triển, còn những cái con yếm khí thì nó sẽ hạn chế phát triển, nó đúng mà. Cũng đúng, nó có hai dòng vi sinh, dòng Dạ. yếm khí và dòng hiếu khí. Dạ. Thì tùy mình xài. Dạ. Mình xài cái dòng yếm khí hay là dòng hiếu khí. Dạ. Ở đây thì để có bán rất là nhiều cái vật tư trang thiết bị cũng như là thức ăn này phục vụ cho cái cảnh nha các bạn. Vật thao rất là nhiều. Ở đây thì anh đặc biệt là có bán cái Artemia, dừa Artemia sinh khối cũng như là đây.
giới thiệu cái Artemia sinh khối cho các bạn. Đây là cái Artemia sinh khối dùng cho cái lươn rất là tốt nha các bạn. Đây là cái dinh dưỡng nó rất là cao. Đây là cá cảnh, đặc biệt cá cảnh như cái dòng cá dĩa rồi xài rất là nhiều. Lươn của mình hiện tại là lươn giống nhỏ thì xài nhiều lắm. Thường là cái mẫu khoảng 5-7 ngàn con ký bắt đầu lan được, cái này rất là tốt rồi. Dinh dưỡng rất là cao. Thì ra thì cái này là cái Artemia ấp, trứng ấp lên. Anh bán cái dạng bung dù á. Dạng mới ấp nở ra. Dạ, mới ấp nở ra mình bán. Này nó chuẩn bị nở nè. Con số nó nở ra đó. Rồi. Dạ, không thấy ha. Dạ, tại nó nhỏ quá, nhỏ quá. Cái máy anh cũng hơi dạ. Đấy, nó con số nở ra đó, thấy dạ. Ha. Thấy dưới đáy nó gọi tăng đó. Dạ, nó thà thấy à. Nó nở nhiều quá ha. Có mới rồi. Dạ. Dạ. Sáng qua quay mấy cái chủng chỉ luôn ha. Dạ. Chỉ bên đó nó về còn hết. Dạ. Đây là cái hệ thống mà anh gọng cái chủng chỉ để bán cho quý con các bạn. Thì ở đây mình cũng lấy cái chủng chỉ của anh luôn. Đây là chủng chỉ anh làm rất là đẹp nha các bạn, chỉ rất là sạch. Thì anh cân là cân khô luôn đó. Do đó là cái các bạn mua ở đây là rất là yên tâm. Thứ nhất là cái con trùng các bạn thấy nó rất là đỏ nè. Anh cân rất đủ ký nữa. Do đó là có gì các bạn ủng hộ. Cái địa chỉ mình ở đây ở đâu anh? Cái vùng Châu Đốc nó chỉ về á. Dạ. Châu Đốc nó sạch. Dạ dạ. Máy cửa hàng mình kìa. Địa chỉ cửa hàng là để em để cái cửa địa chỉ đây cho các bạn mốt. Trên 245 Nguyễn Thị Minh Khai. Dạ 10. Số nhà 14. 14 trên 245. Đường Nguyễn Thị Minh Khai. Dạ. Cái cửa hàng của anh thì ở sau bệnh viện Ung Bú Cần Thơ nha các bạn. Dạ vâng. Dạ. Thì bên đây mình sẽ để lại cái số điện thoại của anh để các bạn có thể mua cái Artemia cũng như là những cái máy bơm chìm rồi cái giá thể lọc cũng như là vi sinh. Đây cũng có các kiển nha các bạn. Đây là những cái loại thuốc của bên cá. Những cái gì các bạn nếu như có nhu cầu thì cứ gọi liên hệ với anh. Thì anh thì là giảng viên của trường Đại học Thơ nha các bạn. Anh công tác bên cái bộ môn nuôi thủy sản nước ngọt, nước mặn, lợ mặn. Quay dài quá rồi, yeah. Sao phát nữa. Có em có làm cái kênh YouTube. Mà thường là cái hạt nhựa đó mình vận chuyển xa được không anh? Hay là chuyển xa được. Nếu như là anh em mua ở vùng Kiên Giang hoặc là An Giang hoặc là Đồng Nai thì gửi xe đò đi hoặc xe Phương Trang. Dạ, nếu như gửi gì là cái tiền phí bên nhận gửi nhận chịu hay là bên mình chịu? Xe đò thì nó tùy, ví dụ xe đò thì bên nhận trả cũng được. Còn xe Phương Trang thì phải trả trước tại vì nó không có cho người nhận trả. Dạ. Thường là 1 ký hạt nhựa thì đó cái giá thành nó khoảng bao nhiêu ạ? Vận chuyển ha. Dạ. À, cái phí mà mua bên mua trả cho anh 100.000. À 100.000 một ký. Là chưa tính cái phí vận chuyển trong đó. Phí vận chuyển. Dạ. Nếu như mua bao nhiêu ký trở lên thì anh có thể anh gửi được. 10 ký. 10 ký trở lên. Dạ. 10 ký. 1 ký anh gửi cũng được. Mà dạ. Phí là bạn phải chịu. Dạ. Tại vì gửi ít thì cũng tiền phí cũng nhiều. Rồi, trên đây là một số thông tin mình chia sẻ. Thì nếu như các bạn có quan tâm thì để lại comment cũng như là cần thiết thì gọi tham khảo cái số điện thoại của anh nha.